Rồi mọi người, thì những cái buổi học á, Phúc sẽ cho mọi người thấy một trong những cái buổi học của Phúc ở Crystal Spa and Academy ở 26 A Trần Quốc Thảo, là lúc nào cũng test Covid. Sau khi Phúc test xong thì bây giờ, tại vì ở đây á, test hết thì mọi người mới được vào học nha. Tới Phúc test nè, sau khi Phúc chọc mũi rồi, cái lúc gặp mũi thốn quá không dám quay. Một, tại vì ở chung cư Phúc test chuyên nghiệp á, cho nên là bây giờ ở đây là Phúc tự test cho mình. Trời ơi, anh test âm dịch bóp ra hết luôn á. Tên của Phúc. Lên từ từ. À, hiện giờ thì ở đây là có bé Quỳnh, bé Lụa, bé Yến Nhi, bé gì? Này là gì? Thủy. Này là gì? Nhi không hả? Em Nhi lớn. Em Nhi lớn là em là cái gì Nhi? Ngọc Nhi. À, Nga là cô Nga đó. Phương, Yến là đều âm tính hết. Và nó nằm chỗ chữ C á, là mình âm tính luôn đó, thấy không? Phúc thì nó cũng lên một vạch đó mọi người, tại vì tất cả các buổi học từ phụ tổ phụ học từ trước Tết rồi tới giờ thì đều được test, đều được đeo khẩu trang kiểm tra, cho nên có những lúc ăn uống thì mọi người bỏ ra ngợp quá để ăn xong rồi đeo lại, cho nên mọi người rất cẩn thận. Thì hy vọng là mọi người khi tới đây học thì mọi người cũng sẽ yên tâm hơn về cái vấn đề là Covid. Thì bây giờ cho mọi người coi kết quả nè, lên luôn âm tính nha, rồi để đây luôn để mình chụp một tấm hình để làm kỷ niệm. Rồi, máy đang chạy. Xin chào mọi người. Học viện Crystal Academy 26A Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3. Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Thì Phúc và đại diện của em. Có ai ngồi làm lớp trưởng như vậy? Em từng bầu em làm lớp trưởng. Mình lớp trưởng đúng không? Quỳnh nói đi, em lớp trưởng. Từ chức nhường cho em. Ok, Quỳnh đã từ chức nhường cho em mới vô mọi người. Thì em học cũng đã lâu thì ở giữa là mọi người thấy cô mặc áo xanh, đó là cô Nga, cô giám đốc của học viện. Tên thiệt của cô là Phạm Thị Hoa. Kế bên cô Nga là thầy Sang, thầy dạy tóc đó. Kế bên cô Hoa đây là cô Yến. Yến phải tay chào nó đi. Yến về chăm sóc da nha. Người đứng sau cô Yến là cô Phương đó, về nail. Cô trong kia cô Nhi là lễ tân mọi người. Còn đây học trò xinh đẹp nhất lớp của em là bạn Sang Sang. Đó. Đây là bạn Quỳnh lớp trưởng mà đã từ chức rồi mọi người. Chào đi Quỳnh. Chào đi. Cái bạn Quỳnh là bạn Lụa. Rồi bạn Nhi đâu? Rồi lúc sau cầu thang sao thấy em uống đây bạn Nhi. Bạn Nhi ở Gia Lai. Rồi bây giờ em chúc trước nha, rồi còn mọi người chúc sau nha. Thì bây giờ thì nói chung học xong thì em có được cái nghề nail với một số cái nghề lận lưng. Thì nếu mà ế số MC thì em sẽ làm thêm, kiếm xách cái thùng mà đứng dưới chợ Bến Thành kiếm thêm. Chúc cho cô Nga, rồi cô Phương, thầy Sang, cô Yến với lại cô Nhi, các bạn trong lớp, mặc dù các bạn không phải thầy cô mình nhưng các bạn cũng đã cho mình mượn sơn móng tay rồi các thứ đó. Thì mình cũng chúc các bạn là nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. 5 năm sau là mình sẽ hết dịch nha. Năm nay mình vẫn còn dịch thì mình mới là tạm cái năm sau 2022 mà hết dịch thì ai nấy cũng mở tiệm, mở rồi ha, đi nước ngoài rồi rần. Chúc mừng các cô. Rồi tới chị Sang đại diện là Sang kìa. Chúc 20 tháng 11 mấy thầy cô đó. Bất ngờ quá, em chưa nói được. Chị chưa nói được phải không? Mình nói luôn Quỳnh đại diện em. Anh nói gì bây giờ? Thì mình chúc các thầy cô thôi. Em muốn chúc gì em chúc gì? Em không có gì chúc thầy cô luôn hả? Dạ, em không phải đâu, ngày xưa em. Thôi Nhi, Nhi, đây Nhi, đây Nhi. Em chúc thầy cô. Đúng lúc anh uống cái mặt ra đây nè, Nhi. Nhi, bên này nè. Rồi cái liên này chắc má. Sao mày đi mày nhau quá, mày không có đúng. Ngồi đây luôn đi. Mày có như cô hiệu trưởng đi ngồi, mày ngồi đó. Rồi, nói có bé nó tóc mới đẹp quá, thầy Sang là nó tóc mới đẹp luôn. Rồi em chúc thầy, em chúc mấy cô ngày hôm nay một vui vẻ, chúc khỏe, chúc anh chị, chúc em. Ôi, như chúc Tết. Như chúc Tết. Như chúc ngày ngày cưới nó luôn. Được cái clip là chắc triệu view quá thì cô đăng nguyên luôn nha, cô để lên trên fanpage của Crystal, cô để cho tao thấy vui rồi. Chúc chưa? Dạ thôi. Xong rồi. Rồi. Cô đại diện các cô thầy ở đây cảm ơn các em nhiều lắm. Dạ bây giờ các cô chúng hãy nói là chúc em thở nớn chứ chúc luôn đi, lụa với chúc đi. Chúc
không có biết gì chúc thầy cô luôn hả? Thì em có thích mấy cô đây không hay là em không thích thì mình nghỉ? Không thích thì mình học lại, còn thì mình nghỉ luôn. Chứ ba má mình đóng mấy chục triệu vô là không có thích thì mình có đi học. Em thích mà. Ví dụ chị Sang cái còn mắc cỡ chứ gặp gần không nói, chứ em học lâu em phải có nhiều cái lời chúc với cô Phương đồ. Em không thích cô Phương luôn hả? Em thích mà. Em thích ai? Thích không? Thích ai nhất? Cô Phương hay cô Nga hay cô Yến hay thầy Sang hay cô Nhi? Không thích mà quý tất cả. Quý tất cả mọi người. À quý tất cả mọi người đó. Quý rồi lụa. Lụa lắc đầu lụa. Thôi vậy mấy cô thầy cô vô thổi lên. Chết nữa. Em cũng chết nữa biết là chưa hài. Rồi. Rồi mắt đi. Rồi. Nào đem mắt đi đâu rồi kìa. Không có tay. Rồi trước khi em để thổi nến em chụp tấm hình có nến rồi mọi người. Rồi, bây giờ thì mình có bài gì mình muốn đến sinh nhật thì hát hát cũng ở đây. Mình nghĩ không hát bài gì trời. Khi thầy à, viết ha, bụi phấn nha, hai, ba. Khi thầy viết bàn bụi phấn rơi rơi có hạt bụi nào. Không có cười mấy đứa. Rơi trên bụng vàng. Chúng ta cùng hướng về các thầy cô nhớ. Có hạt bụi nào cô cười không có cười tóc thầy mình hát mình tri ân không có cười được. Em yêu bắt tâm cao cô nghe bắt tâm cao quá trời ơi. Thầy sang là thầy làm tóc đẹp cho Sang nè, cho Nhi nè, cho Quỳnh ó lụa các thầy cô đây. Thầy lời nào thầy nói đi, thầy thấy cái môi trường crystal của mình như thế nào hả thầy? Đây là một môi trường thân thiện mà em thấy không có thân thiện. Học sinh học không có thích thầy cô thân thiện mà không thấy không ai thích hết á, mà đông như bình thường đông lắm không cô, thường 20-30 học viên mà tại vì dịch đó mọi người, ở dưới quê thì mọi người lên mấy cái là lớp là mấy cái thùng đồ nghề quá trời, nhưng mà mấy bạn chưa lên được thì chắc là phải qua Tết mấy bạn mới trở lại bình thường được. Thì thầy thích nhất cô nào đây thầy? Rồi rồi cô Phương nói đi. Cô Phương dạy neo rồi mọi người, cô nói gì cô thấy anh học trò thì sao, cô chia sẻ đi. Học trò vui vẻ nghe lời, không có vui, không ai vui. Chán luôn, không ai vui. Học trò rất là ca khịa cô, đặc biệt MC em học thì em cũng đó chọc kẹo cô để lấy tinh thần, không có biết gì mèo neo, nhưng mà sau khi học xong là bây giờ tự tin sơn móng, đắp gel, đắp bột thì vẫn đang học nha mọi người, nhưng mà tự tin là đắp gel rồi sơn móng đồ thường thường, sơn gel rồi thôi cắt da đồ. Hôm nay biết massage chân, hôm nay massage chân, thí dụ một cái chân thì sao massage nha, là đây bóp kệ đó, đó bóp mà nhấn, thấy không, nhấn vô cái nào thấy đã không, tới đây thôi cô nói lên đây là phạm pháp. Cái gì đó công an bắt rồi, dưới đầu gối xuống thôi, bóp bóp đó mọi người. Rồi bỏ xuống đi bà, chồng mà đánh tôi nước mía rồi ta uống nước mía tôi đâu mía chưa có không biết mía có nè, cái đó nước của sao cái đây này chưa má mới không mà của mình đâu coi nha con. Rồi MC học giỏi nha, MC học giỏi, MC không, MC tạm thời là từ giờ tới khó đi đây. MC tới ngày mà hai sinh nhật MC xong thì MC làm cái tiệc, xong rồi ra mắt cái series mới nha, nghề tay trái, xong MC đi show xong MC mới quay lại học tiếp đó. Còn anh chị nào ở nhà đây học thì học cho giỏi nhất là Sang nè, cũng học cho giỏi. Đâu có anh học giỏi lắm hả? Em lo vô đi em làm đẹp rồi em đi về rồi, không em thích học lắm. Em học rất giỏi rồi, em học có mấy bữa rồi em nghỉ, em không có tập trung vô xe. Nghe bác trưởng nói tay đây, tay đây nào, tủ y sưng. Không đẹp nhưng mà em ít học quá cho nên thành ra là mấy thầy cô buồn á. Mà sao em làm gì đẹp dữ vậy, em nhìn máy nè, em đẹp nhất trong lớp em nhìn luôn á. Là ai? Tay của em là khi giận nhau với chồng là em phải là đẹp. Đẹp lên. Chạy đồn với chồng phải đẹp lên. Ôi dễ sợ không? Là do thầy Sang làm tóc đẹp. Rồi làm gì nữa, rồi ai làm gì nữa nè. Mà hôm nay đẹp luôn á, thì em thấy em đẹp có cái gì lắm luôn á. Đẹp không cái gì? Đẹp cái gì lắm. Đẹp cái gì? Chỉnh sửa gì không cô Nga, chỉnh sửa gì không? Đó, rồi đó giờ mấy thầy cô thổi đi chứ cháy xuống là hết cái bánh này khỏi ăn luôn á. Thân huynh rồi. Thân huynh rồi. Thân huynh rồi. Cảm ơn các thầy. Và nếu mọi người muốn xem những clip vui, học được những cái khóa vui các thầy cô ở đây, hãy đến 26A, B,
Trần Quốc Thảo, phường 6, quận 3, Học viện Crystal Academy nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip sau nha. Chúc mừng 20 tháng 11 nha. Chúc mừng 20 tháng 11 nha. 2, 3, chúc mừng. Tập thể mình cùng nói mấy bạn. Cùng nói nha. 2, 3, chúc mừng 20 tháng 11.